ông ta cái đề chuẩn trúng học kỳ 1. Được chưa? Đề này đề lần thứ ba và cũng là đề cuối cùng thể chữa cho ông ta về đề học kỳ 1 nha. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học sang những cái phần về kim loại khó nữa. Rồi ok, mình vào comment đáp án nhé. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây còn được gọi là vôi thôi? Ngay câu số 1 này. Thực ra cái đề này thầy cho các em làm ấy. Thực ra cái đề này thầy cho các em làm là thầy đã cho cái lớp op của thầy làm qua. Và cũng không phải là có ít bạn bị sai ngay từ câu số 1 này đâu. Rất nhiều bạn nhé, sai từ câu số 1 này. Chất nào sau đây được gọi là vôi tôi ạ? Các bạn cùng nhớ xem vôi tôi là gì. Chất nào sau đây được gọi là vôi tôi ạ? Nào. Vôi tôi là gì ạ? CaO không phải đúng không? CaCO3 không phải đúng không? Đấy, đây này có đứa sai luôn này, 1A này. Vôi tôi mà là CaOH2 lần các em nhé. Vôi tôi ạ là CaOH2 lần. Còn lại CaO là vôi sống các bạn ạ. Được không ạ? CaO là vôi sống. Vôi sống. CaCO3 là đá vôi. Được chưa? Đấy. Sai ngay thì câu số 1. Toang không? Câu số 2 ạ. Câu số 2. Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào thì mình cũng thu được, cái câu này nó dễ quá nhỉ. Khi mình mà mình thủy phân bất kỳ một chất béo nào thì chất béo ấy thì khi mà thủy phân thì nó sẽ luôn luôn co cho chúng ta để thủy phân trong môi trường NaOH thì nó sẽ luôn luôn cho chúng ta glycerol. Đúng không? Và muối. Vậy chắc chắn mình luôn luôn thu được glycerol. Ok chưa? Vị thầy thao túng tâm lý à? Rồi, câu số 3. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Thì cái này thì chúng mình phải học chắc ở trong cái chương polymer nhá. Hello, hello, thầy chào tất cả các bạn và các em. Chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với buổi học của thầy ngày hôm nay. Hôm nay thầy đã chữa chúng ta cái buổi cuối cùng thầy chữa chúng ta về đề học kỳ 1 nhá. Các bạn và các em cùng nhiệt tình comment đáp án và tác giúp thầy tất cả các bạn các em ở đây giúp thầy nhá. Nào ok ạ, câu số 3. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ ạ? Polybuta 1,3 dien không phải nhá. Polybuta 1,3 dien nó là anh này này. Đấy. Anh này chỉ chứa carbon và hydro thôi. Được chưa? Thế còn lại polyacrylonitrile. Đây này, cháu này mới chứa này. Nguyên tố nitơ đây này. Đấy. Polyacrylonitrile, được chưa? Ý B. À ok, những bạn nào mà thi xong học kỳ 1 rồi cũng nên coi cái buổi live ngày hôm nay, bởi vì cái buổi live này là buổi live mà thầy gộp cả đề thi minh họa Trung học thông quốc gia năm 2022 và cả cái đề thi Trung học thông quốc gia năm 2022 vào đây để tạo nên cái đề này, để cho tất cả các bạn các em đều thỏa mãn tất cả các mục tiêu nhé. Bạn nào chưa thi học kỳ 1 thì coi cái này, bởi vì sẽ có rất nhiều câu trong đề thi học kỳ 1 ở bên trong này. Những nhất là những câu mức độ vận dụng và vận dụng cao. Có bạn nào mà thi xong rồi thì mình thử sức với cái đề này để mình biết được rằng là tầm của mình sau khi thi học kỳ 1 rồi so với đề thi Trung học phổ thông quốc gia nó như thế nào, để mình định hướng được tiếp cái khoảng thời gian tiếp tới mình học như nào, mình nên học như nào. Đúng chưa? Nào câu số 4 đó. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X thì thu được kết tủa FeOH 3 lần thì chất X là chất nào? Các bạn có comment đáp án thì coi ạ. Nào. Thế thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A đúng không? Tại vì là FeCl3 mà tác dụng với lại NaOH thì sẽ tạo thành là FeOH 3 lần cộng với lại NaCl. Anh này kết tủa màu nâu đỏ. Bỏ nốt thêm đấy. Kết tủa màu nâu đỏ. FeOH 3 lần kết tủa màu nâu đỏ. Ok nhá. Câu số 5. Polymer nào sau đây là polymer thiên nhiên? Thiên nhiên là cái tên nó lên tất cả. Mình nghe phát thiên nhiên mình biết luôn nó là thiên nhiên. Thế thì ở trong này thì mình chỉ có anh polypeptide là polymer thiên nhiên mà thôi. Nhá các em nhá, câu 5 đáp án C. Câu 6 á. Ở điều kiện thích hợp thì cellulose không phản ứng với chất nào? Ở điều kiện thích hợp thì cellulose ấy, chắc chắn cháy trong oxy. Đúng không? Chắc chắn thủy phân trong môi trường axit. Chắc chắn tác dụng được HNO3 đặc, H24 đặc. Đây là phản ứng nitrat hóa để tạo thành thuốc nổ không khói đấy. Vậy không phản ứng với hydro. Đáp án đúng là đáp án B các em nhá. Đây, câu số 7 này. Câu số 7 nếu mới nhiều bạn sai này. Cái lúc mà thầy cho lớp off thì làm nhiều bạn sai lắm. Sai ở câu số 7 này nhiều vô kể luôn. Các bạn cùng comment cho thầy xem câu số 7 đáp án gì. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? Còn hay lắm. Xăng dầu đúng không ạ? Xăng dầu thì mình vẫn nghe thấy là gây ô nhiễm môi trường còn gì nữa.
Khí butan thì cũng gây ô nhiễm môi trường, tại vì là butan cháy trong oxy sinh ra CO2. Than đá cũng thế, nên chỉ có hydro thôi nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok. Câu số 8 á, kim loại M được điều chế bằng pháp thủy luyện. Thủy luyện các bạn cứ nhớ thầy là thủy luyện thì không bao giờ điều chế được những anh kim loại tác dụng với nước nên natri không được. Tại vì kim loại đấy sinh ra trong môi trường dung dịch mà. Nó mà tác dụng với nước thì là nó phản ứng mất rồi. Đúng không? Thế thì thủy luyện thì chủ yếu để điều chế các anh kim loại mà có tính mạnh trung bình yếu thôi. Thế thì anh nào mà anh kim loại nào có tính trung bình yếu thì nó chỉ có thể là đồng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án dễ. Ngon chưa? Ngon lành cành đào cho các em. Xịn sò chưa? Đấy, dễ lắm. Câu tiếp theo các em. Nào, câu tiếp theo này. Câu số 9, kim loại nào sau đây mà tác dụng được với HCl hoặc clo mà lại không cho ra cùng một bụi ạ? Kim loại nào mà tác dụng với HCl hoặc clo mà không cho ra cùng một bụi? Nó chỉ có thể thằng sắt thôi, tại vì thế này, thằng sắt này mà tác dụng với lại HCl ấy, thì nó sẽ tạo thành là FeCl2. Đúng không em? Đấy. Thế còn thằng sắt cũng là thằng sắt nhưng mà cho tác dụng với clo ấy thì nó tạo thành FeCl3, hai cái muối khác nhau, một muối là sắt clorua, sắt hai clorua, một anh là sắt ba clorua, khác nhau hoàn toàn luôn. Vì vậy đáp án đúng là đáp án B, và anh sắt có trường hợp đặc biệt như này. Câu số 10, 10, natri hydrocarbonate, đáp án đúng là đáp án A, NaHCO3. Câu số 11, sắt hai clorua vừa nói xong, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C, quá dễ dàng và đơn giản. Câu 12, kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS số 4 ạ? Các bạn cũng comment đáp án cho thầy. Câu 12 ạ. 12 nào. Thì anh kim loại nào mà lại không phản ứng được với dung dịch COS4 ở game? Anh kim loại nào mà không phản ứng được với dung dịch COS4? Chỗ này đã bị lỗi cái loát rồi. Các bạn đợi thầy xíu. Nó đang bị lỗi cái loát. Để thầy loát lại. Này phải loát lại. Câu 12 ạ. Câu 13 là không lát lên được rồi. Ở đây 13 lên được rồi. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS số 4 ạ? Thì không phản ứng được với dung dịch COS4 thì nó phải làm sao ạ? Nó phải đứng sau. Đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, magie đẩy được đồng, sắt đẩy được đồng, kẽm đẩy được đồng, vậy chỉ có anh nào thôi? Anh bạc là anh không đẩy được đồng thôi nhá. Vì vậy nên đáp án đúng là đáp án D. Kim loại yếu hơn không thể nào mà đẩy được kim loại mạnh hơn ra khỏi dung dịch muối của nó cả. Rồi. Dễ không? Dễ không, dễ không, dễ không. Câu 13. Ở điều kiện thích hợp thì amino acid H2NCOH này, amino acid các bạn nhớ thầy nhá. Kem nhớ cho thầy này là amino acid này của mình thì nó luôn luôn có nhóm NH2. Được chưa? Là có nhóm amin này có tính bazơ và nhóm COH này có tính axit, vì vậy nên amino acid nó có tính lưỡng tính. Vì vậy nên nó phản ứng với HCl, phản ứng đá HD, bài hỏi là không nhá. Nên là amino acid vẫn phản ứng với amino acid được, nên không phản ứng là B. Đáp án đúng đáp án B các em. 14 ạ. Ion kim loại nào sau đây có tính ion xóa mạnh nhất? Ion kim loại nào sau đây có tính ion xóa mạnh nhất? Ion kim loại nào sau đây có tính ion xóa mạnh nhất ạ? Mạnh nhất ạ. Thế thì thằng mà đứng cuối trong dãy điện hóa là thằng sẽ có tính ion xóa mạnh nhất. Thế thằng nào đứng cuối trong dãy điện hóa nhỉ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á. Đúng không? Vậy Á, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Cao su lưu hóa thì có cấu trúc mạng không gian. Đúng. Tơ ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đúng tiếp. Nitron được điều chế phản ứng trùng ngưng là sai. Nitron phải là trùng hợp. Trùng hợp từ vinin cyanua. Sai là C. Đây ạ. Nitron phải đi từ trùng hợp vinin cyanua. Đấy. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Các bạn nhìn chưa? Đấy, đây là nitron. Thì bắt buộc nó phải là trùng hợp nhé, dành cho những bạn nào mà chưa nhớ về nitron. Câu 16. Đun nóng dung dịch chứa m gam glucose với lượng dư AgNO3 trong phản ứng thì thu được 10,8 gam bạc. Thế thì cái câu này nó rất là đơn giản, mình chỉ cần nhớ thôi là gì được. Một glu thì cho mình mấy bạc? Hai bạc. Đúng không ạ?
một anh glue mà cho mình tận hai anh bạc rồi, vậy thì mình sẽ có số mol bạc của mình là 10,8 chia cho 108 thì mình tìm được số mol nó bằng 0,1 đúng không? Vậy ngay tức mình suy ngược lại được số mol glue bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Và với giá trị 0,05 này thì mình nhân với 180. 180 bằng 9 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đấy ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Các bạn có comment cho thầy đáp án xem nào. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Công thức phân tử của metinamin là CH5N. Metinamin CH3 NH2 thì đúng là CH5N thật. Hexametilen diamin có hai nguyên tử N, hexametilen diamin đây. CH2 6 lần NH đúng rồi. Có hai nguyên tử nitơ chính xác luôn. Chính xác luôn. Phân tử C4H9O2 có hai đồng phân alpha amino acid đúng. Hợp chất alagli có 5 nguyên tử oxy, các bạn nhìn nhá. Đây này, một oxy này, hai oxy này, ba oxy này. Ba oxy như anh glu này có hai nhóm CH nên nó phải cộng 4 oxy nữa. 3 cộng 4 phải cộng 7 oxy cơ. Nên 5 oxy là sai. Sai là D các em nhá. Sai là D. Câu 18 ạ. X là một ethanol đơn chức máy khở. Vậy công thức tổng quát của X của chúng ta nó là CnH2nO2. Trong phân tử X có 3 nguyên tử carbon. Vậy có 3 carbon thì nó là C3H6O2. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn thì X chúng ta sẽ có hai công thức CH3COOH và sorry CH3COOST mà CH3 và HCOOC2H5 nó có hai. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Cho người HCl lần lượt tác dụng với các chất sau, số trường hợp xảy ra phản ứng là nào. À, cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau, số trường hợp xảy ra phản ứng là thì HCl nhé, thì chắc chắn nó tác dụng với Fe3O4 này, tác dụng với HFnO3 hai lần này, tác dụng FeSO4 này, à không tác dụng FeSO4, không tác dụng FeSO4 ạ, thành lỗi ạ, không tác dụng FeSO4 đâu, tác dụng FeCO3. Ở đây mình có 3 trường hợp xảy ra phản ứng nhá. Tại sao lại là 3? Các bạn nhìn nha, phương trình này nhiều bạn bị lừa này. Fe3O4 nhá cộng với lại HCl nhá, thì có phải nó sẽ, bởi vì thầy phân tích cho bạn nghe này, bởi vì là Fe3O4 ấy thì nó là được tổng hợp bởi từ là FeO và F2O3. Nên là khi mà tác dụng HCl ấy thì nó sẽ tạo thành FeCl2, FeCl3 và H2O. Cái thằng FeNO3 hai lần này mới thú vị này, bởi vì là nhiều bạn là không làm được nó. Nhiều bạn là cứ nghĩ nó không phản ứng, thì thầy phân tích cho bạn nhìn nhá. Cộng với HCl này, các bạn chú ý này, anh này có ion NO3 trừ. Anh này ion H cộng, nếu bạn nào mà tham gia khoa học của thầy thì các bạn sẽ có một cái chú ý, đó là trong một cái dung dịch mà cứ có H cộng và cứ có NO3 trừ ấy, cứ có H cộng và cứ có NO3 trừ thì coi nó là HNO3. Có nghĩa tính oxy hóa của nó như HNO3. Vậy ở đây này, sắt dương 2 còn tính khử này, nên chắc chắn nó sẽ lên sắt dương 3. Khí sinh ra là khí NO cộng với H2O. Được chưa? Vậy có nhé. Còn FeCO3 thì dễ rồi, nó tạo thành CO2. Vậy là ba cháu B. Đấy lý do mà nhiều bạn bị sai, bị nhầm ở trong cái phần đề này. Câu 20 ạ. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2O4 đặc nóng sinh ra khí SO2? Thì tương tự như vậy ạ. Cái câu hỏi mà một chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2O4 đặc nóng sinh ra khí SO2 á, thì cái chất đấy nó phải có tính gì ạ? Chất đấy nó phải có tính. Nó phải còn tính khử. Đúng không? Thì bởi vì đây là sản phẩm đấy, dương 6 về dương 4 thì nó là H2O4 thể hiện tính oxy hóa rồi. Thì cái thằng tác dụng với H2O4 đặc nóng ấy nó phải còn tính khử. Đúng không? Các bạn phải tư duy làm cái khác biệt nhé. Khi mà chúng ta làm các câu lý thuyết, mình phải tư duy về lý thuyết nhé, thì mình mới hiểu được bài. Các bạn hiểu không ạ? Thì mình mới làm được sâu về những câu về sau. Chứ các bạn cứ làm những cái robot ấy thì không được. Vậy chất mà phản ứng H2O4 đặc nóng sinh ra khí SO2 thì chất đấy phải còn tính khử. Anh này không còn tính khử mặc dù có phản ứng. FeCl3 là không phản ứng. Fe2O3 là có phản ứng nhưng không có tính khử. Vậy đây chỉ có FeO này nó mới sinh ra được SO2 này. Nên đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Các bạn đa số các bạn bị sai những câu lý thuyết dễ là bởi vì các bạn làm theo đảo quán tính nhá, các bạn không đọc kỹ đề bài thôi. Chứ thầy nghĩ rằng là chúng ta thì ai ai cũng làm được hết. Những câu này nó dễ lắm. Mình chỉ cần đọc kỹ thôi nhé. Câu 21 ạ. Đun nóng 60g CH3COH. CH3COOH mình có số mol ạ. 60 chia 60 bằng 1 nhỉ. Cộng với lại CH5OH. Thì số mol này lớn hơn 1 rồi. 60 chia 46.
1,304. 3 đi. Hiệu suất phản ứng este hóa là 50%. Thì nó sẽ tạo thành là CH3COOCH5. Vậy thì cái hiệu suất này này, cái hiệu suất này thì chúng ta sẽ tính theo là cái anh hết. Thì ở đây anh hết là CH3COH thì đây là 1. Thì hiệu suất này 0,5 thì đây là 1. Thuận nhân hiệu suất các em nhé. Vậy nhân với 0,5 thì bằng 0,5. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được khối lượng este tạo thành là bằng 0,5 nhân 88 bằng 44g. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Đáp án đúng là đáp án C. Ok nhá. Câu 22 ạ. 22 dễ nhá. Các bạn comment đáp án xem là 22 đáp án gì ạ. Thực ra trong cuộc đời mỗi chúng ta đều luôn luôn có những một cái câu chuyện rất là hay. Đúng không? Nếu mà chúng ta chiêm nghiệm thấy, chúng ta sẽ đúc rút được những cái bài học lớn lao hơn cho cái cuộc đời về sau. Cái điểm mà các em được trong điểm học kỳ 1, nếu mà em đạt điểm cao thì nó là tốt rồi. Nhưng nếu bạn mà chưa đạt được điểm cao ấy, thì nó vẫn tốt. Bởi vì làm sao? Bởi vì bạn đã đánh giá được là từ cái điểm đấy, bạn đã có thể đánh giá được là trong cái quãng thời gian mà học kỳ 1 kia, mình đã cố gắng thực sự hay chưa? Và mình đã học theo đúng con đường hay chưa? Để mà mình còn cái quãng đường học kỳ 2, mình còn cố gắng tiếp tục. Để mình chỉnh lý cái sự cố gắng của mình chỉnh lý cái phương pháp học tập của mình, mình chỉnh lý cái thái độ học tập của mình, để mình tiếp bước cái ước mơ của mình thi đỗ vào các trường đại học top 1 hoặc top 2. Được không ạ? Đấy. Nên là các bạn làm về điểm thấp học kỳ 1 đừng có buồn. Đôi khi điểm thấp học kỳ 1 nó lại là một cái gì đó, nó là một bước đà cho chúng ta gặt hái những thành công cao hơn về sau này. Câu 22 ạ. Cho 11,2 gram bột sắt. Bột sắt nha, đây cho 11,2. Tác dụng với clo dư thì chắc chắn thu được FeCl3 đúng không? 32,5. Úi dồi ôi, câu chuyện như này mình nhìn thấy ngay đề bài là hỏi là khối lượng clo. Thế thì mình bảo toàn khối lượng nhỉ. Này ai chẳng nhìn thấy. 11,2 cộng với lại khối lượng của Cl2 thì bằng 32,5. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng của Cl2. 32,5 trừ 11,2. 32,5 trừ đi 11,2 bằng 21,3. Thế là chọn ngay được đáp án đúng là đáp án A. Đúng không? Dễ mà. 23, chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Chất nào sau đây đồng phân? Ui giời, cái câu này mà thầy làm bài xong thầy đăng lên trên fanpage, thế mà vẫn ối đứa chọn sai nhá. Bài trên page thầy được hơn 100.000 lượt tương tác, thế mà có nghìn mấy đứa chọn sai đấy. Đồng phân của glucose là fructose bởi nó có cùng công thức là C6H12O6 các em nhé. 24, kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Các em cứ nhớ là độ cứng lớn nhất là crude của chúng ta, Cr. Độ cứng bằng 9. Câu 25 ạ. Thủy phân hoàn toàn 1 mol gliala. Gliala vào HCl 1 mol nhá. HCl thì mình thu được GliHCl AlaHCl. Số mol gly là 1. Số mol ala cũng là 1. Làm này cho nhanh. Vậy mình tìm được m muối bằng gly của chúng ta là 75 cộng HCl là 36,5, ala ta là 89 cộng HCl là 36,5 nữa, kết quả bằng 237. Đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Thế thì ở trong này muốn làm nhanh thì chúng ta cần phải thuộc phân tử khối của gly 75, ala 89, valin 117, acid glu 147, lysine 146 nhá các bạn nhé. Câu 26 này rất hay này. Câu 26 này rất hay. Bởi vì ở đây có cái từ dư. Các bạn không để ý từ dư thì các bạn sẽ bị sai. Những bạn nào không để ý từ dư thì sẽ là tạo thành K2CO3. Còn bạn nào để ý từ dư ấy thì CO2 mà dư nó tác dụng với KOH thì nó sẽ tạo thành là KHCO3. Số mol KOH bằng 0,1 thì số mol KHCO3 bằng 0,1. Vậy mình sẽ tìm được m gam muối. 0,1 nhân bằng ngoặc đơn 39 cộng với 1 cộng với 60 bằng 10 gam ạ. Đáp án đúng đáp án B. Rất dễ luôn nhá, rất dễ. 27 nào các em ơi. 27 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn cũng comment đáp án câu 27 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Đây là một buổi học free nên rất mong muốn cái việc mà các em comment đáp án thật nhiệt tình cũng như là chia sẻ buổi học này lại về tường. Đó là một cái điểm động lực lớn lao để thầy có thể soạn đề những cái đề hay hơn, để thầy tiếp bước những cái buổi live stream hay hơn dành cho tất cả bạn và các em. Nhá, bạn nào muốn đăng ký các khóa học của thầy hoặc tìm hiểu về các khóa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage. Bất kỳ một cái fanpage nào các bạn đang theo dõi, các bạn đều có thể inbox cho để có thể tìm hiểu về các khóa học của thầy. Những khóa học cực VIP, những khóa học cực chất đến từ thầy mình Mielin. Câu 27, X và Y là 2
Carbohydrate X là chất rắn. Vô định hình là biết ngay nó là tinh bột rồi. Không tan trong nước này, được chưa? Y là loại đường phổ biến có nhiều nhiều nhất trong cây mía từ chốt đấy là gì ạ? Saccharose. À luôn, tinh bột và sạc. Đấy, trong quá trình mình đọc mình chỉ đọc từ chốt được em nhé. 28 ạ. Hòa tan mờ gan nhôm, nhiều bạn còn chưa biết phương trình này đâu. Nhôm cộng với natri hydroxit để tạo thành cộng với nước. Tạo thành Na ALO2 cộng H2 3 phần 2. Số mol là 0,15. Thì mình sẽ suy ngược lại được số mol nhôm là bằng 0,1. Đúng không ạ? Với 0,1 thì mình tìm được khối lượng của nhôm luôn là 0,1 x 27 bằng 2,7. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Các em nhé. B, bỏ. Câu 29 này mới hay này. Câu 29 này mới hay này. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm toàn chất kết tủa. Câu 29 này nó phụ thuộc vào việc là chúng ta có khủng lý thuyết hay không. Đầu tiên này, CO2 đến dư vào trong dịch BaOH 2 lần. Thì do CO2 dư nên không tồn tại kết tủa BaCO3 đâu. Mà nó sẽ tạo thành BaHCO3 2 lần game nhé. Bỏ. Nhưng lúc này cái thằng số 2 sục CO2 đến dư vào NaLO2 thì mình lại thu được AlOH 3 lần. Được chưa các em? Có kết tủa. Một cháu kết tủa, ý B là kết quả này. Cho dịch NaHCO3 thì đầu tiên là các em chú ý là HCO3 cộng OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ và ở đây mình sẽ thu được kết tủa CaCO3. Ý D các bạn chú ý nhá, anh này là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Ngon chưa? BCD đều có. Magie chú ý ở đây là FeCl3 dư. Thì bạn lưu ý rằng là magie cộng với sắt 3 cộng dư thì chỉ tạo thành magie 2 cộng cộng với sắt 2 cộng thôi. Được chưa? Nên không có. Vì vậy nên ở đây của chúng ta số thí nghiệm tạo thành kết tủa chỉ có BCD thôi. Và thầy dừng lại một chút, bạn nào chưa biết viết được phương trình thì bạn ghi lại vào vở nhé. Bởi vì đây là những phương trình rất quan trọng, rất hay lửa và rất hay thi. Câu 30 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 5ml nước cất, lắc đều sau đó để yên. Rồi kệ nó. Bước 1 nhúng quỳ tím vào. Anilin không đổi làm đổi máu quỳ tím. Nhỏ tiếp HCl vào ống nghiệm thì anilin tác dụng HCl nên bước 2 anilin tăng dần là đúng rồi. Bước 3 thu được dung dịch trong suốt. Bước 3 NaOH loãng vào thì nó lại sinh ngược lại anilin nhé. Nên là sai. Ở bước 1 anilin hầu như không tan, nó tạo vật đục và lặn xuống đáy đúng. Ở thí nghiệm trên nếu thay anilin và metinamin thì kết quả không tương tự, sai. Metinamin tan tốt trong nước mà. Vậy đây mình chỉ có B và D là đúng rồi. Hai nhận định đúng nhá. Ok. Hai nhận định đúng. Câu 31. Cho sơ đồ phản ứng, nhận xét nào x, y, t, sơ đồ trên đường. C6H12O6 thì nó sẽ tạo thành là C2H5OH. C2H5OH thì tạo thành C2H4. C2H4 vào KMNO4 thì thu được là C2H4OH 2 lần. Được chưa? Thế là x đây, x là C2H5OH nhá. X không tan trong nước, sai. Y là C2H4. Y phản ứng với K2HCO3 tạo khí CO2, sai. T là CH4OH 2 lần. T nhiệt độ sôi nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X. T phản ứng với CO2 lần nhiệt độ thường là đúng nhất. C ạ. Anh này có OH đa kềm, chắc chắn phản ứng. 32. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là các chất béo ấy thì thường không tan trong nước, nhẹ nước đúng. Nước ép quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc đúng. Nước ép quả nho chín là glucose. Glucose thì trắng bạc là đúng rồi. Dùng giấm ăn hoặc chanh. Giấm ăn hoặc chanh nó là axit. Mùi tanh của cá do amin thì axit phản ứng với amin chuyện bình thường, chắc chắn luôn, đúng. Dung dịch lysine axit của glutamic là làm quỳ tím chuyển xanh, lysine thì chuyển xanh là đúng nhưng axit của glutamic thì nó là chuyển màu đỏ cơ. Nhá, sai. Cao su bunan, cao su bunas đều thuộc loại cao su thiên nhiên là sai. Nhá, cao su thiên nhiên là cao su thiên nhiên. A, B, C đúng, ba nhận định đúng, B bỏ. Ba ba, phát biểu nào sau đây là sai? Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. Sai lẻ. À đâu, đúng đúng đúng, sorry. Visco thuộc loại tơ thiên nhiên mới là sai. Thầy nhìn, thầy mắt lẻ. 34 các bạn chú ý nha. Tí nữa thầy sẽ có một cách giải siêu nhanh cho câu 34. 35 cũng có một cách giải siêu nhanh cho câu 35. 36 á. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là cho đá vôi dung dịch axit acetic. Đá vôi là CaCO3.
Axit acetic là CH3COH. Thì chắc chắn có khí CO2 bay ra là đúng rồi. Một chọn đúng. Thủy phân xác trong môi trường axit chỉ thu được glu là sai. Sai chứ chỉ thu được glucose và fructose. Loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl đúng, bởi vì anilin tác dụng HCl. Đun nóng tripalmitin với NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân, chính xác. Thủy phân trong môi trường kia. Trùng hợp axit tereftalic với ethylene glycol không phải trùng hợp mà là trùng ngưng nhá. Vậy mình có ACG đúng. Vậy mình có 3 cái đúng. A. 37 để lại tí giải. 38 để lại tí giải. Ui, 39 để lại tí giải. 40 sao? 40 có là một câu khó. À 40. 40 dễ ăn hơn. 40 dễ ăn hơn, mình chinh phục luôn 40 luôn. Nhá. 40 thì nhớ không nhầm là một câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 vừa mới thi. Câu rất là dễ. Nhá các bạn cùng nhìn này. E cộng NaOH tạo thành XY. F cộng NaOH tạo thành YZ. Được chưa? X cộng HCl để tạo thành Z và NaCl. Trong đó Y không có nhóm CH3. Được không ạ? Y của chúng ta không có nhóm CH3. Đây này, anh Y này không có nhóm CH3. Thế thì anh E cộng NaOH mà tạo thành XY. Đấy, E cộng NaOH mà tạo thành XY. Vậy thì ngay lập tức mình sẽ phải suy ra cái anh E của chúng ta. C3H6O3 mà. Vậy thì chắc chắn nó phải có chiếc este. HCOO CH2 CH2 OH. Và từ đó mình suy được anh X và anh Y. Anh Y chúng ta sẽ là anh X chúng ta sẽ là HCOONa. Anh Y sẽ là CH2 CH2 OH OH. Đấy. Được chưa? Anh F tác dụng với NaOH. Anh F tác dụng với NaOH. Đấy thì F của chúng ta tạo thành XY. Vậy F của chúng ta chỉ có thể là gì? HCOO hai lần C2H4. Đúng rồi, chúng ta XY. Thế mà X này là tác dụng HCl. Vậy nó sẽ tạo thành HCOOH. Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ này, E và F đều là hợp chất, đều là este đa chức, sai chưa? Sai lẻ. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E cũng sai lẻ, đúng không? E chỉ có một công thức duy nhất đây. Chất X có khả năng tham gia phản ứng cho bạc. Các em nhìn thấy đầu HCO có trắng bạc được không? Có. Nhiệt độ sôi của chất Z. Nhiệt độ sôi của chất Z. Đây Z đây. Cao hơn nhiệt độ sôi ancol nitric. Đúng rồi, axit thì lúc nào chả cao hơn ancol. Amon chất E tác dụng với natri dư thì chỉ thu được 0,5 amon thôi, nên là sai tiếp. Vậy mình chỉ có hai phép biểu đủ. Ok chưa? Đấy, đấy là mình làm về xong hết toàn bộ lý thuyết nha. Bây giờ mình sang chinh phục bài tập. Đấy, mình có tầm 4 đến 5 câu bài tập khó. Bây giờ mình chinh phục câu đầu tiên. Câu số 34 các em nhé. Câu 34 thì có một cách giải cực kỳ nhanh dành cho tất cả các bạn và các em. Đấy, các bạn cùng quan sát. Skill kinh khủng luôn. Hòa tan hết 2,4 gam. Hòa tan hết 2,4 gam hỗn hợp gồm sắt và lưu huỳnh vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 6,72 lít khí. Vậy khí chúng ta chắc chắn là do là đặc nóng nên khí chúng ta chắc chắn là khí NO2. Số mol là 0,3. Được chưa? Sắt của chúng ta trong dung dịch này thì sắt của chúng ta lên sắt dương 3, lưu huỳnh chúng ta lên lưu huỳnh dương 6 ở bên trong H2S4. Ok chưa? Vậy ở đây mình đi đặt số mol của sắt của mình là X. Đặt số mol lưu huỳnh là Y thì mình sẽ có hệ phương trình 56X cộng 32Y bằng 2,4. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn E. Sắt 0 lên sắt dương 3, 3X. Lưu huỳnh 0 lên lưu huỳnh dương 6, 6Y bằng nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 1 nhân 0,3. Vậy tới đây mình tìm được X và Y. 56 bằng 32 bằng 2,4 bằng 3 bằng 6 bằng 0,3 bằng X bằng 0,02. Y bằng 0,04. Được chưa? Thế bây giờ đề bài nói chúng ta này là mang lượng lưu huỳnh trong 2,4 gam X. Đấy, lượng lưu huỳnh trong 2,4 gam X
Thế thì ở trong này lưu huỳnh nó là 0,04 mol. Trộn với một lượng carbon. Đây, tổng là 2,4 gam. Thu được 1,46 gam. Đề bài nói chúng ta đấy ạ, thu được 1,46 gam. 1,46 gam. Vậy mình tìm được số mol carbon đúng không? 1,46 trừ đi 0,04 nhân 32 bằng 1,46 trừ đi 0,04 nhân 32 bằng chia cho 12 bằng 0,015. 0,015 mol carbon. Bây giờ nó mang đốt cháy bọn này trong oxy dư. Được chưa? Là mình sẽ thu được cái hỗn hợp khí của mình nhá. Khi đốt cháy trong oxy dư thì mình sẽ thu được hỗn hợp khí của mình là SO2 và CO2 bảo toàn lưu huỳnh 0,04, bảo toàn carbon 0,015. Được chưa? Cộng với lại hỗn hợp gồm NaOH. Bây giờ chuẩn bị skill giải nhanh này. Các bạn chú ý này, chuẩn bị đến skill giải nhanh này. Số mol NaOH bằng 0,1 nhân 0,15 bằng 0,015. Số mol KOH bằng 0,5 nhân 0,15 bằng 0,075. Được chưa? Bình thường đến đây thì có rất nhiều cách giải khác nhau, nhưng thầy có một cách giải cực kỳ nhanh. Các bạn nhìn nhé. Thì có phải mình sẽ thu được dung dịch không? Thì cái dung dịch của mình chắc chắn có Na giữ nguyên 0,015. Chắc chắn có K cộng giữ nguyên 0,075. Đúng chưa? Chắc chắn có CO32 trừ giữ nguyên này 0,015. Chắc chắn SO2 và thì tạo thành SO32 trừ giữ nguyên là 0,04. Mặc dù nó không đúng về mặt bản chất cho lắm nhá. Bởi vì trong này sẽ tồn tại là HCO3 trừ với lại HSO3 trừ. Nhưng mà đây là cách giải siêu nhanh, bảo toàn H cộng. Thì có phải là SO2 cho mình 2H cộng không? 0,08 không? CO2 cho mình 2H cộng H2CO3 0,03 không? Vậy đây là 0,08 cộng với 0,03 trừ được bọn này cũng được. Nhưng mà cái này không hay. Cái bắt chúng ta phải nghĩ hơn là mình bảo toàn điện tích. Đây các em nhìn nhá, thầy bảo toàn điện tích này. Bảo toàn điện tích thì mình có này 0,015 cộng 0,075 trừ đi 0,015 của CO3 trừ nhân 2 trừ đi 0,04 nhân 2 ra số mol H cộng, đúng không? Vậy H cộng của chúng ta là bằng 0,02. Ok chưa? Vậy bây giờ này, tổng khối lượng của muối ở bên trong, tổng khối lượng chất tan chính bằng khối lượng của Na cộng 0,015 nhân 23 K cộng 0,075 nhân 39 cộng 0,015 nhân 60 cộng 0,04 nhân mở ngoặc đơn 32 cộng 16 nhân 3 đóng ngoặc đơn cộng 0,02 nhân 1 bằng 7,39 gam. Xịn chưa? Cách giải này dã man không? Cách giải này kinh điển không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. 7,39, vậy thì giá trị của M bằng 7,39. Quá dễ dàng và đơn giản các em ạ. Các em thấy cách giải này kinh không? Sợ không? 35 nhé. 35. 35 cũng không khó đâu. 35 dễ lắm. Các bạn cùng quan sát thầy chinh phục câu 35 cho các bạn nhìn này. 35 nhé, chúng ta cũng sử dụng cách giải siêu nhanh nhé. 35 ạ. Thủy phân hoàn toàn triglyceridic trong NaOH thu được glycerol, natri stearat C17H35CONa, natri oleat C17H33CONa. Thế là như này là mình biết được luôn này, mình suy luận được luôn này. Vì vậy nên là thằng này, thằng X thì thủy phân ra nó sẽ có thể là thêm một cái gốc là C17H35 hoặc một gốc C17H33. Vì vậy thì ký hiệu cái gốc này là C17HiCONa. Y ở đây có thể bằng 35 hoặc bằng 33. Được chưa? Hoặc bằng 31. Không, không còn 31, chỉ có một trong hai thôi. Vì vậy nên nếu mà thầy bảo toàn các nguyên tử nguyên tố carbon ấy, thì thầy sẽ tìm được carbon của Y. Được chưa? Đấy, carbon này 17 cộng 1 là 18. Đấy, tất cả ba cái gốc này đều là 18 carbon. Vậy là 18 nhân 3 cộng với 3 carbon đây. 59. Vậy anh X chúng ta có 59 carbon.
Ok chưa? Đấy mình làm từ từ từng bước. 59 carbon nhá. Đốt cháy hoàn toàn Mg-X, đốt cháy. Thu được H2O và CO2. Số mol CO2 bằng 9,12. Vậy mình bảo toàn carbon mình tìm được số mol X luôn. 9,12 chia cho 59. Lẻ nhỉ? Lẻ nhỉ? Từ từ ạ. 18 nhân 3 cộng 3 bằng 57. Úi giời. Sao bấm ra được 59 nhỉ? 57. 9,12 chia 57 bằng 0,16. Số mol x bằng 0,16. Ok chưa? Bây giờ mặt khác cho toàn bộ thằng x tác dụng hoàn toàn với hydro dư. Đấy. X tác dụng hoàn toàn với hydro dư. Thì chắc chắn nó sẽ tạo thành là C17H35COO. Tất cả 3 lần C3H5 rồi. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục ạ. Rồi cho toàn bộ Y tác dụng với NaOH vừa đủ thì sẽ thu được là C17H35COONa. Ok chưa? Thế thì mình bảo toàn ạ. Đây 0,16 thì đây 0,16. Đây là 3 gốc thì nhân 3 lên 0,16 nhân 3 bằng 0,48. Bây giờ sau phản ứng đốt cháy trong oxy dư thì thu được tối đa A gam nước để đốt cháy. Thì thu được H2O. Mình bảo toàn hydro 0,48 nhân 35 chia 2. Bằng 0,48 nhân 35 chia 2 bằng 8,4. 8,4 gam nước thì mình sẽ tìm được khối lượng nhân 18. 151,2. 151,2 gam nước thì nó gần với bao nhiêu ạ? 151,2 thì nó gần với 150. Đáp án đúng đáp án gì? Xịn chưa? Đấy, câu 35 mình cũng giải rất là nhanh. Đúng ạ? Không quá khó với những câu như này. Nhà, mình chỉ cần giải quen thôi là thành công rồi. Nào, mình còn 3 câu cuối khó le cổ nữa. Trong 3 câu này thì câu 38 dễ hơn cả nên mình sẽ giải câu 38 trước. Các em nhá. Câu 38 dễ hơn cả, mình giải câu 38 trước. 38 dễ hơn. 38 nhá. 38 hay 39? 39 dễ hơn. 39 dễ hơn. Nói chung là trong 3 câu này 3 câu nó tương đương nhau, làm câu nào cũng được. 39 trước đi. Hỗn hợp E gồm amino acid, X, dipeptide. Chúng ta lưu ý này. Dipeptide. Đúng không? Đây này. Dipeptide Y. Dipeptide. Thế mà đây có 4 carbon. Vậy thằng dipeptide này nó chỉ 4 carbon và dipeptide được tạo bởi hai gốc amino acid mà không có một gốc amino acid nào có một carbon. Nhỏ nhất là glycine có 2 carbon. Mà đây là C4, vậy chắc chắn nó sẽ là dipeptide gly. Không lệch đi đâu. Đây. Dipeptide gly H2N CH2 CO NH CH2 COOH và muối của axit vô cơ Z. Z là C2H8O3N2 mà nó là muối của axit vô cơ. Đúng chưa? Vậy Z mình sẽ có hai khả năng. Hoặc nó là CH3 NH3 hai lần CO3. Được không? Không được, không được, không được, không được. Không được. CH3NH3 hai lần NO3 không được. Vậy thì nó chỉ có thể là nếu hai carbon. À. Rồi rồi rồi. Lấy gốc NO3 thôi. Thì nó có thể là anh này. Nó có thể là anh này các em ạ. Nó có thể là anh C2H5 NH3 NO3 và anh CH3 NH2 CH3 NO3. Ok chưa? Đấy. Nhá. Thế bây giờ là cho E tác dụng với NaOH. Số mol là 1,5 nhân 0,2 bằng 0,3. KOH
là 0,2. Thu được 4,48 lít khí T. Số mol là 0,2. Phân tử T có chứa một nguyên tử nitơ và làm xanh quỷ tí mẩm. Vậy thì T của chúng ta nó chỉ có thể là hoặc là C2H5NH2 hoặc là CH3 hai lần NH. Đúng không? Nó chỉ có thể là một trong hai này thôi. Đúng chưa? Thế thì nó là 0,2 thì chính là số mol của amin cũng là bằng 0,2, số mol Z là 0,2 luôn. Ok chưa? Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan gồm 4 muối. Ui dồi, 4 muối. Vậy 4 muối của chúng ta này. 4 muối. 4 muối chúng ta thì chắc chắn là sẽ có muối là H2NCH2COONa. H2NCH2COOK. NaNO3 và KNO3. Đúng chưa? 4 muối đấy. Thế thì điều này chứng tỏ X của chúng ta bắt buộc phải là glycine. Thì thế mới thỏa mãn thu được 4 muối được. Ok chưa? Đề bài không? Để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được M gam chất rắn khan, xác định giá trị của M. Vậy bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của M. Thế thì muốn xác định giá trị của M thì bây giờ mình biết được gốc NO3 trừ của mình đây rồi, là bằng 0,2 rồi. Về trong M này chúng ta sẽ gồm 4 muối để tương đương với các ion sau này. NO3 trừ này là 0,2 rồi. Na cộng là 0,3. K cộng là 0,2. Đúng chưa? Ok chưa? Thế còn còn cái gốc nữa, thằng gốc gly nữa là H2N CH2 COO trừ. Thì anh em bảo toàn điện tích là sao? Đúng không? Mình sẽ có là 0,3 cộng 0,2 đây, 0,3 cộng 0,2 trừ đi 0,2 thì bằng 0,3. Vậy cháu nó là 0,3. Và đây chính là khối lượng của muối này. Được chưa? Vậy bây giờ mình tìm M muối này. 0,2 nhân 62 là của gốc NO3 trừ cộng với 0,3 nhân 23 cộng với kali là 0,2 nhân 39 cộng với gốc này là 0,3 nhân với 75 trừ đi 1 thì còn 74 bằng 49,3 gam. 49,3 gam đáp án đúng đáp án này. Xịn luôn. Dễ nhá. Quá dễ dàng. Rồi. Mình còn câu 37 và câu 38 căng đấy, căng. Căng mình còn câu 37 38. Mình xử câu 37 trước nhá các em nhá. Cho 3 esteno. Cho 3 esteno. Mạch hở XYZ. 3 esteno mạch hở XYZ nhé. X, Y, Z. MX nhọn, MY nhọn, MZ. Hỗn hợp E cho X, Y, Z phản ứng hoàn toàn với NaOH. Đề bài cho đủ. Thu được một ancol T hỗn hợp F gồm hai muối là P và Q. Tỷ lệ mol tương ứng là 5/3. Tỷ lệ mol tương ứng là 5/3. Toàn bộ T vào bình đựng natri dư thì khối lượng bình tăng hydro thoát ra là 0,2 mà khối lượng bình tăng 12 gam. M bình tăng bằng M ancol trừ M hydro. Vậy suy ra M ancol bằng M bình tăng
cộng m hydro đúng không? Và bằng m bình tăng 12. 12 cộng 0,2 nhân 2 bằng 12,4. Đấy, m ancol bằng 12,4 ạ. M ancol mà bằng 12,4. Thế mà mình lại có là hydro là 0,2. Vậy bây giờ mình đi tìm cái thằng ancol T. Thế thì ancol T chúng ta nó sẽ có dạng là C. Đề bài không nói gì về ancol T. Không nói là no. À đâu, 3 ST no mạch hở thì chắc ancol T phải no rồi. Chắc chắn ancol T chúng ta phải no nhá. Thế thì mình cứ giả sử đi. Mình giả sử thằng ancol T của mình là R OH tất cả N lần thì nó sẽ ra là N phần 2H2. Mà số mol 2 là 0,2 thì suy ra số mol của ancol T nó sẽ là 0,4 phần N. Mà khối lượng bằng 12,4 thì mình sẽ có là R cộng 17N sẽ bằng 12,4 chia cho 0,4 phần N và bằng 12,4 chia 0,4 bằng 31N. Suy ra R bằng 31 trừ đi 17 14N. R bằng 14N thì nó sẽ có các trường hợp. 1 thì R bằng 14 thì không thỏa mãn, bởi vì không có thằng CH2OH không bao giờ có cả loại. Nhưng nếu là 2 thì là 28 thì lại thỏa mãn, bởi vì có thằng CH2CH4OH2 lần. Vậy ancol T của chúng ta chắc chắn là ethylene glycol nhá. Đấy, suy ra ancol T này CH2H4OH2 lần. Đấy, lằng nhằng thế mới được đấy. Bây giờ đến F, đốt cháy toàn bộ F, đốt cháy, thu được Na2CO3 CO2 H2O. H2O là 6,3 chia 18 bằng 0,35. H2O là 0,35. Từ từ đã, số mol của ancol mình tìm được đã, 0,4 mà chia cho 2 thì bằng 0,2 rồi. 0,35. Thế thì cái số mol của OH này cũng chính bằng số mol của NaOH phản ứng này, 0,2 nhân 2 bằng 0,4 này. Vậy số mol Na2CO3 là bằng 0,4 chia cho 2 thì bằng là 0,2 này. Ok chưa? Ok. Nhờ. Thế thì anh này 0,4 mà tỷ lệ của P và Q là 5 chia 3. Có nghĩa anh này là 5X. Anh này là 3X. Thì bạn mình sẽ có là 5X cộng 3X bằng 0,4. Vậy X bằng 0,05. Vậy 3X bằng 0,15. 5X bằng 0,25. Đúng không? Ok chưa? Dễ mà. Thế mà mình có số nguyên tử hydro trung bình trong F nó sẽ bằng là 0,35 nhân 2 chia tổng số mol P cộng Q bằng 0,7 chia cho 0,4 bằng 1,75. 1,75 thì chắc chắn có một thằng phải nhỏ 1,75. Và nhỏ 1,75 thì nó chỉ có thể là HCOONa thôi. Nên P của chúng ta chắc chắn là HCOONa. Được chưa? P chắc chắn là HCOONa. Được chưa? Và mình sẽ tìm được số hydro ở trong Q bằng cách là lấy 0,7 này trừ đi 1 nhân 0,25 này được bao nhiêu chia cho 0,15 này. Hydro trong Q bằng 3. Hydro trong Q bằng 3 thì nó chỉ có thể là CH3COONa thôi. Ok chưa? Thế đề bài hỏi là tổng số nguyên tử có trong một phân tử Y. Vậy suy ra Y chúng ta luôn nhỉ? Yeah. Suy ra X luôn á. X là X chắc chắn là thằng HCOO tất cả 2 lần CH4. Thằng Z lớn nhất thì Z chắc chắn là CH3COO 2 lần C2H4. Còn thằng Y thì chắc chắn nó sẽ là gì ạ?
HCOO, CH2, CH3, COO, CH2. Được chưa? Vậy thằng Y sẽ có bao nhiêu nguyên tử đấy ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, cộng 3 là 11, 12, 13, 14, 15, 17. Y là sẽ có 17 nguyên tử. Đáp án đúng chúng ta, đáp án B. Thế chúng ta quan sát là nó cũng không quá khó đúng không em? Không quá khó. Trong sức mình giải được. Đấy, đây là những cái cách giải cực nhanh của thầy dành cho tất cả bạn và các em. Nào mình sang tiếp nha. Câu 38, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay mình có cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 te đơn chức. 2 te đơn chức tác dụng vừa đủ với NaOH. 2 x 0,2 bằng 0,4. Thu được hợp chất hữu cơ no mạch ở Y. Tráng bạc. Và hỗn hợp muối hữu cơ 37,6 gram. Càng đấy nhỉ? Càng. Mình thấy này, NaOH này mà đủ mà chia cho 0,3 này lớn hơn 1. 0,4 chia 0,3 lớn hơn 1. Điều này chứng tỏ sẽ có ST của phenol. Chắc chắn có ST của phenol. Ok chưa? Chắc chắn có ST của phenol. Thế là trong hỗn hợp này mình sẽ có ST của phenol. X chắc chắn có ST của phenol. Được chưa? Tráng bạc. ST của phenol. Và ST không của phenol. Mình tìm số mol này đấy. Mình đặt anh này là A, anh này là B này. Mình sẽ có hệ phương trình. Bày tỏ cái mối liên hệ giữa anh A và B này. A cộng B thì bằng 0,3. ST phenol ăn 2 này áo mắt 2A. ST 0,0 ăn 1. B bằng 0,4. Vậy mình tìm được A và B. A bằng 0,1. B bằng 0,2. Ok chưa? Nha. Thế thì tiếp tục ạ. Là thu được hợp chất hữu cơ no mạch ở Y phản ứng trắng bạc. Thằng Y này trắng bạc. Thế vậy suy ra thằng ST này không phải của phenol này, nó phải không no, phải có nối đôi CC. Hay gọi nó là ST của ankin. Đúng không? Ok, bình thường. Nó là cành đào nhờ. ST của ankin mà 0,2. Thế thì bây giờ tiếp tục để bài nói chúng ta này. Đốt cháy hoàn toàn Y. Thế thằng Y chắc chắn là anhít rồi. Anhít công thức tổng quát nó là CnH2nO. Đốt cháy hoàn toàn. Rồi hấp thụ vào bình đựng CO2 lần thì hấp thụ vào mình sẽ thu được CO2 H2O. Thì số mol CO2 bằng số mol H2O, đặt anh này là X thì anh này là X đi. Bởi vì là anhít no mà. Thì khối lượng bình tăng là 24,8 gram. Thì mình sẽ có là khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Và bằng như đề bài cho đấy, là bằng 24,8 gram. Vậy đây là mình sẽ tìm được X. 24,8 chia cho mở ngoặc đơn, CO2 là 44 cộng 18, 0,4 mol. Đây là 0,4. Mà số mol của anhít thì chính bằng số mol ST không phải của ancol mà 0,2. Vậy suy ra mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon anh này, nó sẽ là 0,4 chia 0,2 bằng 2 C2H4O. Hay tương đương với nó chính là CH3CHO. Được chưa? CH3CHO nhá. Vậy này, anh này là CH3CHO và chắc chắn có nước. Đề bài bảo xác định khối lượng của X
Vậy mình đi bảo toàn khối lượng là sao? Nước thì số mol của nước chính bằng số mol este của phenol rồi, bằng 0,2. Được chưa? CH3, CH2, CH4O mình tìm được khối lượng của Y luôn. Mình bảo toàn khối lượng. Khối lượng của X cộng khối lượng NaOH là 0,4 nhân 40 thì bằng khối lượng của Y là 0,2 nhân phân tử khối anh này 15 cộng 29 44 cộng khối lượng hỗn hợp hai muối là 37,6 cộng khối lượng nước 0,2 nhân 18. Vậy nên mình tìm được khối lượng của X 0,2 nhân 44 cộng 37,6 cộng 0,2 nhân 18 trừ đi 0,4 nhân 40 bằng 34. Ơ, 34 sao của thầy nó lại ra 34 nhỉ? À, thầy quên thầy chưa trừ bộ trừ nó mất 0,4 nhân 40. Thứ tự ạ. 0,2 nhân 44 cộng 37,6 cộng 0,2 nhân 18 trừ 0,4 nhân 40 bằng 0,2 nhân 44 cộng 37,6. À thì nhầm đây, số này là 0,1. Mặt lé. Este của phenol là 0,1. 0,2 nhân 44 cộng 37,6 cộng với 0,1 nhân 18 trừ 0,4 nhân 40 bằng 3,2. Bấm máy tính lỗi. Đấy chưa? Các bạn thấy không? Xin không? Đấy, thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta chinh phục toàn bộ những câu rất là kinh điển với những cách giải cực kỳ nhanh. Các bạn thấy không ạ? Đấy, thì rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Và rất là mong muốn những bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy cùng với những skill dạy nhanh của thầy cho khóa S1, S2, S3, khóa luyện đề thì có thể inbox cho fanpage của thầy để đăng ký lớp like của thầy ngay lập tức. Ok ạ, cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em buổi tiếp theo ạ.